Julie xin chào quý khán thính giả đã quay trở lại với tin người Việt Canada. Thưa quý vị, hôm nay là thứ ba ngày 22 tháng 2 năm 2022, một ngày rất là đặc biệt và phải nói là một đời người phải 200 năm nữa chúng ta mới có chứng kiến một ngày mà có cái trùng ngày, trùng tháng, trùng năm có số 2 như thế này thưa quý vị. Và nhân một ngày đặc biệt thì Julie xin gửi đến quý vị chúc tất cả quý vị những điều bình an cũng như là may mắn nhất. Quay trở lại với tin người Việt ngày hôm nay thì mời quý vị cùng theo dõi những tin tức tại Canada. Đó là về việc mà đảng NDP đứng về phía đảng tự do để tiếp tục đạo luật khẩn cấp đối với biểu tình. Thượng nghị sĩ Marco thưa quý vị cũng nói với các thượng nghị sĩ rằng các bộ trưởng đang nhận được thông tin cập nhật hàng giờ của cảnh sát về các mối đe dọa tiềm tàng trên khắp đất nước để đánh giá xem liệu là đạo luật khẩn cấp có còn cần thiết hay không. Trong khi đó, Thượng viện bắt đầu tranh luận vào hôm nay thứ ba là liệu quyết định của chính phủ dẫn về đạo luật này có tiếp tục hay là ngưng lại. Và phong trào phong tỏa biên giới tại Canada bởi những người phản đối quy định vaccine cũng như là hạn chế Covid-19 khác vẫn đang được tiếp tục. Khi mà tối thứ hai, đa số Hạ viện đã bỏ phiếu ủng hộ xác nhận hành động này khi mà đảng NDP ủng hộ cho chính phủ tự do. Đạo luật cũng phải thông qua thường viện nơi có kế hoạch tổ chức các cuộc họp kéo dài thêm để tranh luận về điều này. Nếu mà thường viện không chấp thuận đạo luật thì nó sẽ bị thu hồi ngay lập tức. Tuy nhiên nếu được chấp thuận thì một ủy ban đặc biệt của cả Hạ viện và thường viện sẽ được thành lập để xem xét các hành động của chính phủ theo đạo luật trên cơ sở liên tục. Ông Marco cho biết những người trong ủy ban sẽ phải tuyên thệ giữ bí mật nhưng sẽ không nhận được các cuộc họp giao ban tình báo tuyệt mật. Thượng nghị sĩ Dennis Glenn của nhóm thượng nghị sĩ Canada đã hỏi rằng liệu các thành viên ủy ban có thể được cấp phép bảo mật cao hơn hoặc là thậm chí tuyên thệ tham gia hội đồng cơ mật để cho phép họ tiếp cận thông tin tình báo an ninh nhạy cảm để thông báo các quyết định của họ hay là không. Nhưng ông Marco cho biết các quy tắc sẽ không cho phép các thành viên của quốc hội nhúng tay vào các biện pháp an ninh cao hơn hoặc là tạm thời tuyên thệ để yêu cầu tiếp cận thêm thông tin. Trong các cuộc trao đổi, thì ông Marco cũng đã đối mặt với hàng loạt các câu hỏi từ các thượng nghị sĩ, bao gồm cả những câu hỏi liệu hành động này có còn cần thiết khi mà cuộc biểu tình của Ottawa và các cuộc phong tỏa biên giới của Canada đã kết thúc hay không ông nói rằng cuộc biểu tình lan rộng thành một sự bùng nổ của các hoạt động bất hợp pháp và vẫn còn quá sớm để nói về việc có thể hủy bỏ đạo luật khẩn cấp. Thượng nghị sĩ đảng bảo thủ là Leo Hausakov đã cáo buộc Thủ tướng Justin Trudeau chăm ngòi cho ngọn lửa chia rẽ và không nói trực tiếp với những người biểu tình mà nói xấu họ và coi họ là đức quốc xã. Ông Merkel quyên quyết bảo vệ Thủ tướng ông cho biết đạo luật về các trường hợp khẩn cấp là hợp lý vì tính chất nghiêm trọng của cuộc biểu tình đồng thời nói thêm rằng mọi người có thể quyết tâm lắng nghe nhiều hơn và lắng nghe tốt hơn chính phủ của mình lãnh đạo đảng ndb là ông jamesin cho biết ông sẽ sẵn sàng rút lại sự ủng hộ đối với hành động này nếu ông cảm thấy các quyền hạn của đạo luật khẩn cấp không còn cần thiết nữa và chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi kết quả bỏ phiếu tại thượng viện về vấn đề này thôi quý vị. Tiếp theo là tin tức về việc mà các ngân hàng đã bắt đầu mở lại tài khoản cho những người ủng hộ đoàn xe tự do. Bà Isabel, trợ lý thứ trưởng tại Bộ Tài chính, các tổ chức tài chính đã bắt đầu công khai tài khoản của những cá nhân ủng hộ nỗ lực của đoàn xe tự do và bà nói với Ủy ban Tài chính Hạ viện hôm nay ngày 22 tháng 2 rằng các ngân hàng bắt đầu đã dỡ bỏ lệnh đình chỉ kể từ ngày hôm qua và đã dừng quá trình này về sau. Thông qua việc viện dẫn đạo luật khẩn cấp với các trường hợp biểu tình thì chính phủ liên bang đã trao cho các tổ chức tài chính quyền có thể đóng băng hoặc là đình chỉ tài khoản của một cá nhân hoặc là kể cả một doanh nghiệp có liên quan đến việc phong tỏa mà không cần lệnh của tòa án. Những ngày gần đây, mối quan tâm gia tăng rằng các biện pháp tài chính được nêu trong đạo luật là sự vi phạm quyền lực của chính phủ và có khả năng vi phạm các quyền của điều lệ. Các nghị sĩ của đảng đối lập đã đặt câu hỏi về việc mà nhà tài trợ nhỏ cho sự nghiệp có bị phạt giống như là các nhà tổ chức chính và những người đóng góp tài chính sẽ bị phạt hay không và hiện nay vẫn chưa có câu trả lời về vấn đề này thưa quý vị. Quay trở lại với người tổ chức đoàn xe tự do đó là bà Tamara. Bà bị từ chối bảo lãnh trong khi ông Patrick King đã ra hầu tòa. Một trong những nhà tổ chức rõ ràng nhất đằng sau các cuộc biểu tình chống lại hạn chế về Covid-19 và chính phủ tự do gần đôi quốc hội đã bị từ chối bảo lãnh vào ngày hôm nay 22 tháng 2. Một thẩm phán tòa án của Ontario cho biết cô ấy tin rằng có khả năng đáng kể rằng bà Tamara sẽ phạm tội nếu như được thả ra ngoài. Một nhà tổ chức quan trọng khác đó là Patrick King đã có mặt tại tòa để điều trần tại ngoại, nơi mà một phụ nữ thừa nhận rằng cô mới gặp anh ta cách đây 4 tuần đã đề nghị đứng ra bảo lãnh, cam kết một nửa giá trị căn nhà của mình ở Alberta để cô có thể bảo đảm cho ông Patrick King tại ngoại. Đây là một cư dân tại Alberta có tên là Kerry đang đề nghị trở thành người bảo lãnh cho ông King, người đến từ Red Tier. và nếu như anh ta được tại ngoài thì theo kế hoạch, ông King sẽ sống tại nhà cô này trong một căn phòng trống và đeo một chiếc vòng trên tay để có thể theo dõi từ phía cảnh sát. Cô này cũng cho biết sẽ bảo đảm rằng ông Patrick King tuân theo bất kỳ điều kiện bảo lãnh nào và tham dự các ngày ra hầu tòa trong tương lai nếu không cô sẽ có nguy cơ bị tước bỏ khoản cam kết là 50.000 đô la. Thẩm phán đã lập luận về việc tiếp tục giam giữ ông Kim và tòa án dự kiến sẽ đưa ra phán quyết về vấn đề này vào thứ Sáu tuần này. Trong trường hợp của bà Tamara, thì thẩm phán Julia cho biết là ảnh hưởng của đoàn xe tải đối với Ottawa là rất lớn và bà ấy cảm thấy rằng bà Tamara cố chấp và bất cần trong các câu trả lời trước tòa trong phiên điều trần tài ngoại diễn ra vào thứ bảy tuần vừa rồi bà nói rằng tôi không thể yên tâm nếu mà tôi thả bà Tamara vào cộng đồng và bà sẽ không tái phạm việc mà giam giữ bà Tamara là một điều cần thiết cho sự bảo vệ cũng như là an toàn của công chúng trong khi thủ tục tài ngoại tiến triển thì bên ngoài việc dọn dẹp và phục hồi tại trung tâm thành phố Ottawa cũng tiếp tục diễn ra sau 3 tuần bị phong tỏa bởi các lều trại lớn mà nhiều người gọi đây là sự chiếm đóng. Sở cảnh sát Ottawa đã thu hẹp kích thước của khu vực hạn chế thêm một số khối vào hôm nay 22 tháng 2 để chủ yếu là khu vực được gọi là khu vực quốc hội. Phần lớn khu vực này vẫn còn rào và xe cảnh sát cũng như là cảnh sát vẫn còn rất nhiều trong khu vực để tuần tra nhưng có ít hạn chế hơn trong việc di chuyển của những người dân trong trung tâm thành phố. Quyền hạn của đạo luật khẩn cấp liên bang vẫn được duy trì sau cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện vào tối hôm qua thứ hai để xác nhận việc sử dụng luật. Thượng viện bắt đầu xem xét các cáo buộc và điều khoản vào hôm nay thứ ba và sẽ cập nhật cho quý vị vào ngày mai hoặc là khi mà có tin tức thêm. Và tiếp theo là một tin tức liên quan đến tỉnh bang Alberta khi mà nơi đây cho biết họ sẽ không hợp tác với những doanh nghiệp yêu cầu chính sách về tiêm chủng. McKinsey của Alberta cho biết là họ không còn hợp tác với các doanh nghiệp địa phương có chính sách tiêm chủng bắt buộc và nơi đây cho biết các doanh nghiệp yêu cầu nhân viên, nhà thầu hoặc là nhà thầu phụ xuất trình bằng chứng về vaccine tại nơi làm việc sẽ không được thuê để cung cấp hàng hóa hoặc là dịch vụ. McKenzie không chấp nhận việc tiêm chủng bắt buộc hoặc bất kỳ yêu cầu phân biệt đối xử nào khác đối với bất kỳ nhân viên nào. Đây là một tài liệu nêu rõ chính sách mới nhất và một tin vui cho Alberta. Hội đồng của quận đã phê duyệt chính sách này vào ngày 16 tháng 2. Một phát ngôn viên của quận cho biết trong một bức thư rằng các ủy quyền về vaccine vi phạm các quyền tự do cá nhân và sẽ không được dung thứ. Magazine kinh hoàng trước phản ứng đối với Covid-19 mà nhiều chính phủ và tập đoàn đã khuyến khích. Giám đốc điều hành lâm thời của Magazine cho biết, việc mà công ty sử dụng biện pháp ép buộc và đe dọa đối với nhân viên để đưa ra các lựa chọn về sức khỏe cá nhân là không phù hợp và chúng tôi sẽ không làm việc với các công ty dung túng hoặc là cổ suý cho hành vi này. Dữ liệu của tỉnh Alberta cho thấy tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất ở Alberta chỉ 38% trong số 9.500 cư dân đã tiêm vaccine COVID-19 và chỉ hơn 32% được tiêm mũi thứ hai. Ông Peters nói trong lá thư rằng MacKenzie sẽ tôn trọng các hợp đồng hiện có đối với các doanh nghiệp, bao gồm cả những doanh nghiệp có nhiệm vụ về tiêm vaccine trong thời điểm hiện tại, nhưng mà điều này sẽ được thay đổi trong tương lai và nhân viên của bạn sẽ không được phép vào các cơ sở hoặc là địa điểm làm việc. Ông Peter nói rằng tất cả các công ty có chính sách tiêm chủng do McKinsey tuyển dụng cần phải làm việc từ xa hoặc là thu xếp để thuê một nhà thầu phụ không có chính sách về tiêm vaccine tương tự. OCMB không cung cấp tên các nhà tài trợ đoàn xe tự do cho các tổ chức tài chính khi mà RCMP cho biết vào ngày hôm qua rằng họ đã không cung cấp cho các danh sách các nhà tài trợ đã đóng góp cho đoàn xe tự do. Thay vào đó, thông tin tình báo mà họ cung cấp cho các tổ chức tài chính, bao gồm danh tính của những người có ảnh hưởng trong cuộc biểu tình được xem là bất hợp pháp và chủ sở hữu điều khiển phương tiện đã không chịu di dời ra khỏi khu vực biểu tình. Trong một tuyên bố, thì RCMP đã vạch ra cách họ tuân theo lệnh các biện pháp kinh tế khẩn cấp theo đạo luật khẩn cấp và cho biết lực lượng cảnh sát liên bang hiện đang làm việc với các ngân hàng để xây dựng quy trình giải quyết các tài khoản bị đóng băng. Điều này xảy ra trong bối cảnh mà những tuyên bố chưa được xác minh của một số nghị sĩ đảng bảo thủ trên phương tiện truyền thông xã hội rằng họ đã nghe được từ những người đi bầu cử trên danh nghĩa là đóng góp vào nỗ lực của đoàn xe và bị đóng băng tài khoản ngân hàng cá nhân của mình. Một trong những phần quan trọng của đạo luật về các trường hợp khẩn cấp liên bang đó là việc mà cho phép các tổ chức tài chính đóng băng như vừa trình bày cho quý vị và việc mà không tiết lộ những danh tính của các cá nhân này Phát biểu về những mối quan tâm trong một cuộc họp báo thì phó thủ tướng, kim bộ trưởng tài chính Freeland đã cảnh báo rằng điều quan trọng đối với tất cả chúng ta là phải rất hết sức cẩn thận để xác định chính xác sự việc của mình và tôi nghĩ rằng điều thực sự quan trọng là mọi người cần phải rõ ràng rằng những biện pháp này chỉ được áp dụng kể từ ngày 15 tháng 2, đó là khi mà hỗ trợ tài chính cho những cuộc phong tỏa và chiếm đóng bất hợp pháp này bắt đầu bị trừng phạt và cuối cùng hãy để tôi nói với tất cả bất kỳ ai lo ngại rằng tài khoản của họ có thể đã bị đóng băng và bị ảnh hưởng do họ tham gia vào các cuộc phong tỏa và chiếm đóng bất hợp pháp này cách để tài khoản của bạn không bị phong tỏa một lần nữa đó là phải ngưng việc tham gia ủng hộ cho đằng xe tự do điều này cũng sẽ tiếp tục gây ra sự phẫn nộ cho những người dân những người theo đuổi cũng như là những người ủng hộ cho tiếng nói tự do thưa quý vị và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những vấn đề liên quan vào những bản tin tiếp theo vào ngày mai tại YouTube channel Tin người Việt Canada. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.